đạo đó. Nên ngoài gia đình mình, bất cứ bạn bè thân thuộc nào mà ta có duyên gặp trên đời, ta đều phải tìm cách giúp cho người đó cũng hiểu đạo như ta hoặc là hơn ta. Như thế vẫn chưa đủ. Mà nếu ta thấy ta tu tốt, ta thấy ta tu tinh tấn, thì ta phải xuất gia luôn. Ta phải xuất gia luôn nữa. Thì như thế mới là tạm đủ. Hoặc là thế này, ví dụ như trong cái hệ thống luật pháp của thế giới hiện nay, nó có một cái điều luật về tự do tín ngưỡng. Vì trên thế giới có nhiều đạo, và cái lòng kính trọng thần thánh, nó là một cái tình cảm gì đó rất là mạnh mẽ và thiêng liêng, mà buộc cái chính quyền phải tôn trọng, các quốc gia phải tôn trọng. Cho nên thế giới đều đồng ý với nhau là con người phải được tự do tín ngưỡng, nghĩa là được tự do đi theo cái tôn giáo mà mình đã chọn lựa. Và như vậy đã đủ chưa? Thì sao mới đủ? Nên ta thấy thật ra thế giới vẫn chưa đủ đâu. Có nhiều người cứ tưởng rằng ta đang sống trong cái thời đại này là thời văn minh, con người ta đã phát triển đến đỉnh cao văn minh. Nên thưa chưa, chưa chứ đâu. Thế giới còn nhiều điều bất toàn, còn nhiều cái khiếm khuyết. Thế giới hiện nay nè, nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái quan điểm của thế giới hiện nay còn rất là sai lầm. Mà có lẽ một vài trăm năm sau người ta sẽ tiến bộ hơn. Ví dụ như cái ý niệm về tự do tín ngưỡng cũng là một sự thiếu sót, cũng là chưa đủ. Mà thế nào mới là đủ? Cũng chưa đủ đâu. Thế này, ngoài cái việc gọi là tự do tín ngưỡng cho con người, những người có trách nhiệm phải cố gắng giúp loài người tìm ra một tín ngưỡng đúng nhất, tìm ra một tín ngưỡng đúng nhất để cho loài người hướng tâm về. Tại vì khi ta cho tự do tín ngưỡng thì mọi người theo đủ thứ đạo hết, đủ thứ đạo hết, mà đạo nào khác nhau hết, thì như vậy là có phải là có một cái chân lý không? Hay là chân lý là một hay chân lý là nhiều? Chân lý chỉ là một thôi, chứ làm sao mà nói ngược nhau mà ai cũng đúng hết là đâu được, phải không? Nói 2 cộng 2 4 cũng được, 2 cộng 2 6 được, 2 cộng 2 là 7 cũng được, đâu có được. 2 cộng 2 chỉ được phép là 4 mà thôi. Thì chân lý trên đời này chỉ có một mà thôi. Thì như vậy đạo tùm lum hết, đạo nói khác nhau hết trơn. Đạo không cho giết người, đạo cho giết người. Thì như vậy là đâu có chân lý. Mà nếu ta theo đạo nào cũng được hết. Như vậy luật pháp đã đồng ý cho con người đi theo cái sai lầm. Thì như vậy luật pháp nó đúng hay sai? Luật pháp nó sai. Khi luật pháp cho con người đi theo điều sai là luật pháp đó sai. Mà thế giới ngày nay đang sai lầm như thế. Thế giới đang sai lầm như thế vì đã cho con người đi theo điều sai. Nghĩa là ta cấm con người đi theo sai. Ví dụ tôi cấm anh gia nhập băng cướp, tôi cấm anh làm chứng dối, tôi cấm anh nghĩa là tham nhũng, tôi cấm anh ăn cướp, tôi cấm anh giết người, tôi cấm anh làm điều sai. Nhưng mà không cấm người ta đi theo một cái đạo sai. Nó vì là tự do tín ngưỡng. Nên cái chữ tự do tín ngưỡng vẫn còn là một cái thiếu sót, vẫn còn là chưa đủ. Do đó thế giới còn cần tiến tới một bước nữa là chọn lựa ra một tín ngưỡng đúng nhất cho loài người. Cái tín ngưỡng nào đúng nhất cho loài người? Thì ta sẽ dễ dàng trả lời là đạo Phật, bởi vì ta là đệ tử Phật. Nhưng mà nếu ta hỏi một người đạo khác thì họ sao? Không trả lời đạo họ. Hỏi một người đạo Hồi thì họ sẽ nói đạo Hồi đúng nhất. Hỏi một người Thiên Chúa họ sẽ nói là Thiên Chúa là đúng nhất. Cho nên dùng cái cách nào mà ta phải thuyết phục được loài người là đúng, chỉ có đạo này mới đúng nhất thôi. Chứ còn bây giờ mà ta hỏi trống trống như vậy thì ai cũng cho đạo mình là đúng nhất. Mà nếu bỏ phiếu bầu mấy đạo kia thắng liền, tại những đạo kia tín đồ họ đông hơn đạo Phật. Cho nên cái gọi là đa số vẫn chưa chắc phải là chân lý. Cái số đông chưa chắc là đúng. Nên nhiều khi cái lẽ phải nằm ở một chỗ khác. Nên cái gọi là tự do tín ngưỡng hoặc là cái gọi là đa số thắng thiểu số, đó là một sự thiếu sót của thế giới loài người hôm nay mà loài người vẫn còn tồn tại. Ví dụ bây giờ nếu mà có một người Phật tử nói thưa Thầy, trước cái tình hình mà ở miền Nam Thái Lan bị Hồi giáo khủng bố, giết hại Phật tử, giết hại sư tăng và tuyên bố rằng sẽ giết hết Phật tử, giết hết những tín đồ đạo Phật, thì chúng con là những người đệ tử Phật, tuy ở Việt Nam nhưng mà cái khoảng cách nó không còn xa nữa. Một ngày nào đó những kẻ khủng bố đó sẽ đến Việt Nam, và chúng con là những người can đảm vì là con của Phật, không hèn nhát, dám hy sinh thân mạng của mình, dám liều chết
để mà bảo vệ quê hương, bảo vệ đạo pháp. Nói như vậy hay không? Rất hay. Nhưng mà đủ không? Chưa, chưa đủ. Như thế vẫn chưa đủ. Vì sao vậy? Bởi vì nó dạ vì tụi con phát nguyện là tụi con dám chết. Nó chết rồi làm gì bảo vệ được quê hương đạo pháp nữa. Chết mất công người ta chôn làm gì bảo vệ quê hương đạo pháp. Nên cái không sợ chết là hay rồi, là đúng rồi. Nhưng đừng để mình chết. Phải có trí tuệ để đừng để cho mình chết. Cái đó mới là cái hay thêm nữa. Không sợ chết, đúng rồi. Nhưng đừng để mình chết. Mình còn sống, mình mới bảo vệ được quê hương, mới bảo vệ được đạo pháp, phải không? Chứ không hâm nhào vô cho người ta bắn mình cái đùng ngã xuống chết mà gọi mình là hay, đâu có hay gì đâu. Chết rồi làm gì nữa, bảo vệ quê hương đạo pháp. Nên cái tinh thần không sợ chết là giỏi rồi đó. Nhưng mà đừng để mình chết. Nên ta thấy có cái câu lý luận nhiều khi nghe hay, nhưng mà xét cho kỹ, như thế vẫn chưa đủ. Như thế vẫn chưa đủ. Hoặc là có một lần có quý thầy, quý cô thì mới hỏi là tại sao mà Phật giáo bị suy yếu. Cái nguyên nhân Phật giáo bị suy yếu bởi vì cái lòng tôn kính đối với giáo chủ không có mạnh. Chúng ta nhớ như vậy, một tôn giáo muốn mạnh thì cái người đệ tử, người tín đồ phải tôn kính cái người giáo chủ mình tuyệt đối thì đạo đó mới mạnh. Nhưng bây giờ ta xét lại, lòng tôn kính của ta đối với Đức Phật đã tuyệt đối chưa? Có chưa? Nên đó là nguyên nhân của sự suy yếu. Nên vì vậy là để cho đạo Phật được mạnh, mỗi người đệ tử Phật phải đặt lên trên Đức Phật cái lòng tôn kính tuyệt đối, tha thiết. Mỗi khi ta quỳ lạy Phật, ta đem hết cả cái tấm lòng của mình, thiết tha của mình để mà hướng lên cúng dường Phật trong từng cái lễ, cái lạy như thế. Và chính nhờ là ta tôn kính Phật cho nên ta không chia rẽ với nhau. Vì biết rằng cái người đó cũng tôn kính Phật, thì thầy kia cũng tôn kính Phật, chùa nọ cũng tôn kính Phật, nên ta dễ thương nhau vì chung nhau ở cái lòng tôn kính Phật. Còn nếu ta không có tôn kính Phật, bỗng nhiên ta nhìn anh em của mình xa lạ, cái chùa này nhìn chùa kia thấy xa lạ, thầy này nhìn thầy kia thấy xa lạ, rồi Phật tử nhìn nhau cũng xa lạ. Nhưng mà nếu mỗi người chúng ta mà ai cũng tôn kính Phật tha thiết, tự nhiên ta gần lại với nhau liền. Vì nói chưa cần thương nhau đâu, thầy chưa cần kêu Phật tử phải thương nhau đâu, mà thầy chỉ kêu Phật tử là hết sức tôn kính Phật thôi. Rồi Phật tử về đây vào trong chùa lễ Phật, tự nhiên mình nhìn cái người lễ Phật bên cạnh mình thấy thương không? Thương không? Thương liền. Vì mình biết cái người kia cũng tôn kính Phật tha thiết như là mình. Nên cái lòng tôn kính Phật sẽ làm nảy sinh ra tình thương yêu với nhau, làm cho các chùa đoàn kết được với nhau, làm cho quý thầy quý trọng được nhau, và đạo Phật cũng sẽ mạnh lên. Nó chỉ cần tôn kính Phật thôi. Nhưng mà nói là chỉ cần tôn kính Phật thôi là đủ. Đủ chưa? Chưa đủ. Rồi nói mình tôn kính Phật như vậy mà vẫn chưa đủ. Vậy thế nào mới là đủ? Phải làm sao cho mọi người cũng tôn kính Phật như vậy? Phải làm sao? Nên ta tôn kính Phật tốt rồi đó, nhưng phải làm cho nhiều người khác cũng chung cái lòng tôn kính Phật như ta vậy. Thì làm sao? Thì tùy mỗi người ta. Ta tùy duyên mà ta hóa độ. Ví dụ thế này nữa. Ví dụ như có một người khi vào đạo Phật học giáo lý, học giỏi luôn, học giỏi luôn, được cấp bằng xuất sắc luôn. Như vậy là ngon chưa? Ngon thì cũng ngon rồi, nhưng mà chưa, chưa đủ. Như thế vẫn chưa đủ. Vì sao vậy? Bởi vì phải thực hành đúng như vậy. Thực hành đúng như vậy. Nhưng mà ta coi này nha, cái thực hành như thế nào. Vì ví dụ bây giờ thầy nói câu này, thầy nói câu này: quý Phật tử hãy thương yêu lẫn nhau. Vì để thầy đếm rồi, quý Phật tử hãy thương yêu lẫn nhau, 8 chữ. 8 chữ thầy nói trong bao lâu? Thầy nói trong khoảng 5 giây nếu thầy nói chậm chậm, hoặc là khoảng 4 giây. Quý Phật tử phải thương yêu lẫn nhau. Thầy nói khoảng 5 giây. Nhưng để thực hành được cái điều này, quý Phật tử thực hành bao lâu thì xong? Bao lâu? Cả một đời, đúng như vậy. Để làm được cái điều mà thầy nói trong 4 giây, quý Phật tử phải thực hành suốt cuộc đời của mình. Nên ta thấy là nếu so sánh cái thời gian ta học với thời gian ta thực hành,
thì cái sự khác biệt rất là lớn. Học nó chiếm thời gian không nhiều, nhưng mà thực hành chiếm thời gian rất là nhiều. Cái nó là như vậy. Nhưng bây giờ nếu có một người dành rất nhiều thời gian cho học mà dành thời gian cho thực hành rất ít, thì người đó làm sao? Vừa sai vừa thiếu, tức là như thế vẫn chưa đủ. Nên có những người nhiều khi đến với Phật Pháp chỉ lo học à. Lấy hết cái bằng này, lấy hết cái bằng kia, dồn hết thời gian cho học. Ta biết ngay là người này đã đi nhầm đường. Đi nhầm đường. Nên vì vậy mà ta muốn có bằng cấp này, bằng cấp kia trong Phật học, là coi chừng ta có một cái tham vọng gì đó, chứ không phải là ta thật tu, không phải thật tu giải thoát. Có nhiều người hỏi thầy chứ, nói sao thầy không có bằng cấp Phật học gì hết. Nói tại Phật không cho thầy có bằng cấp. Nói vì thầy nói thầy giỏi thầy không cần bằng cấp, mà tụi con dở thì con phải có học lấy bằng. Cái câu đó nói chống lại ý của Phật. Phật cần ta làm sao? Học 4 giây để thực hành suốt một đời. Đó là cái quan trọng. Phật muốn ta như vậy. Nhưng mà ta ngược lại, ta học suốt cuộc đời thực hành 4 giây. Và như vậy sao? Ta đi nhầm đường. Ta nhầm đường rồi, đời tu ta không tiến, tâm linh ta không thể khai mở, ta không thể giải thoát được. Nên do đó phải xét lại cái gọi là học trong Phật giáo. Nên những cái trường Phật học của giáo hội mở ra phải chú trọng nhiều về sự thực hành, chứ không phải là học quá nhiều, ra lấy cái bằng mà trong suốt thời gian học không có cái hành gì hết. Như vừa rồi vậy, rồi ở giáo hội có mở cái giới đàn, thì khi mà tăng ni sinh lại giữ giới đàn để được thọ giới, được tấn giới, thì phải thi về giáo lý. Thì trong cái thi giáo lý là mấy thầy soạn bài giáo lý là soạn theo cái học. Lúc đó cũng mời thầy tham gia vào trong cái ban giám khảo. Thì sau khi thầy đọc các đề xong thì mới trách quý thầy. Thầy nói quý thầy soạn cái đề kiểu này đó, là giới sinh, các tăng ni sinh từ đây về sau chỉ lo học không lo hành. Vì người ta biết là phải học nhiều người ta sẽ đậu mà được thọ giới. Và như vậy quý thầy sẽ gây cái ảnh hưởng cả cuộc đời của người ta không tu. Quý thầy phải sửa lại, mai mốt mà soạn cái đề thi để mà thi thọ giới phải thi về thực hành. Nên người nào có thực hành mới trả lời được câu này, thì quý thầy mới có công đức lớn, mới tạo ra được những thế hệ tăng ni siêng tu. Thì quý thầy cũng nhận ra điều đó, nói thôi để mai mốt nhờ làm lại, mà muốn trễ mất hết 3 năm, mất hết bao nhiêu thế hệ. Nhưng ta nhớ cái mà 4 giây và một đời và 4 giây, hãy nhớ điều đó. Nói 4 giây làm cả đời chưa xong, phải thương yêu lẫn nhau chưa xong. Nhưng mà ở đây ta học cả một đời tu 4 giây, không bao giờ được cái gì hết. Rồi ví dụ nói rằng tu từ bi trong đạo Phật, nghĩa là khởi được tâm thương yêu tất cả chúng sinh. Chữ tất cả chúng sinh là khủng khiếp lắm nha. Là chim bay trên trời, cá lội dưới nước, ai cũng thương hết. Ta thương con người, thương đậm đà, chẳng những thương được 80 triệu người Việt Nam. Nghĩa là mình thương được gia đình mình đã đành, thương hàng xóm, thương đồng nghiệp mình đã giỏi rồi. Thương được 80 triệu người Việt Nam rồi là giỏi rồi. Thương luôn 6 tỷ mấy loài người này giỏi rồi. Nhưng mà thương con ngựa vằn ở trong rừng, thương con bò rừng chạy trong rừng, thương con cá sấu lội dưới nước, thương con dung con dế, thương trăng sao trên trời, thương cả lá cây. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vậy làm sao mới là đủ? Phải làm cho chúng sinh cũng thương yêu nhau như vậy mới là tạm đủ. Ta thương được mọi người nhưng mọi người vẫn chưa thương nhau thì làm sao mà đủ được, phải không? Có mình thương à. Nên cái lòng từ bi là phải như thế này. Ta thương yêu được tất cả chúng sinh, mà ta phải làm sao cho tất cả chúng sinh cũng phải thương yêu lẫn nhau. Đó mới gọi là từ bi chân thật. Có khó không? Rất khó. Mình thương mọi người mình là khó rồi, nhưng mà tu riết 10 năm, 20 năm cũng sẽ được. Mình sẽ đạt được cái trình độ thương yêu từng chiếc lá cây, từng cái tiếng chim hót buổi sáng, từng cái giọt mưa rơi buổi chiều, mình thương được hết. Sẽ tới cái lúc mình tu 20 năm mình sẽ được cái điều đó. Nhưng mà vẫn chưa đủ, vì mình chưa làm cho mọi người thương yêu nhau. Đó là phải làm cho mọi người thương yêu nhau. Và cái điều mà để làm cho mọi người thương yêu nhau thì có khi ta phải chấp nhận đi trong luân hồi 1 triệu kiếp nữa để thực hành cái hạnh Bồ Tát, làm cho mọi người thương yêu được lẫn nhau thì mới gọi là tạm đủ. Ví dụ như ta tôn trọng tôn giáo bạn, trong cái đất nước này, trong thế giới có nhiều tôn giáo, thì theo luật pháp ta tôn trọng được tôn giáo bạn
là tốt rồi, nhưng vẫn chưa đủ.